Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Mình Khánh, nhà tại Bình Dương. Chủ của kênh Đời Sống Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một điều rằng là nhà mình trồng rất là nhiều cái cây này. Các bạn nhìn thấy cái cây này là có thể đoán ra cây gì. Tuy là không quý giá nhưng mà nó cũng có ý nghĩa rất là lớn đối với mình. Thì cây này là cây hoa mua đó các anh chị. Đối với mình là cây hoa mua này nó có một cái ý nghĩa rất là lớn. Thì trước hết mình nói là cây hoa mua như thế này, nó là dòng họ với lại sim. Nở cái bông màu tím, tím nhưng mà hồng nhạt, tím nhạt nha, chứ không phải là tím ngắt như là sim. Cái trái của nó thì khi mà nó chín rồi á, nó có một cái màu tím, ăn vô là cái lưỡi màu tím hết á, ăn được rất, cái vị nó ngọt ngọt chát chát. Đặc biệt của cây này á là nó mọc tại vùng miền Đông Nam Bộ rất là nhiều, mọc hoang dại, nghĩa là càng hoang dại á, thì cái cây này á, nó càng cho bông đẹp, cái lá nó càng á, là nhuyễn. Tại mình đây là cái cây do mình trồng nên nó là cái lá nó to như thế này nè. Đây là cái cây này nó có một cái sức sống rất là phi thường. Thân không phải là thân gỗ, cái thân đó là thấp, để mà lên được cái cây như thế này có khi cả chục năm mới được lên như thế này nè. Nở ra rất là đẹp, và hiện tại bây giờ thì rất rất nhiều người là thích trồng cái cây này để làm kiểng đó các anh chị. Kiểng như là một cái hoa sim. Và mình nói như thế này nè, là cây này nó cũng có một cái đặc biệt như thế này nè. Má mình á tên là Hoa, và má của mình á là sống tại vùng đất miền Đông Nam Bộ này mấy mươi năm rồi, chịu thương chịu khó mấy mươi năm rồi. Là tuy là trong cái môi trường khắc nghiệt nhất nhưng mà má mình vẫn vượt khó vượt khổ. Bởi vậy mỗi lần nhìn thấy cây này là mình lại nhớ đến má mình. Mình sẽ nói là với các bạn là sau này mình sẽ trồng rất là nhiều cây này xung quanh nhà để nhớ má mình. Thì hiện giờ má mình vẫn còn khỏe, nhưng mà ý nói là sau này là má mình sau này má mình mà có đi xa rồi, con cháu đời sau phải nhớ đến cái cây này để nhớ đến má, nhớ đến bà nội. Thì các anh chị thấy nó có đặc biệt là mọc tại cái vùng đất hoang dại miền Đông nha. Càng khô cằn á thì nó càng cho bông đẹp. Thân á là không phải là thân gỗ, mà thân nó như thế này. Để được cái cây như thế này á, là phải trồng cả chục năm mới các anh chị. Và hiện tại bây giờ á, thì nhiều nhiều người á, mà chơi cây cảnh á, người ta săn lùng cái cây này để về trồng làm kiểng nè. Thì ra bông tại cái mùa này là không phải là cái mùa ra bông của nó, nhưng mà nếu như mà đúng cái mùa bông nó là nó bông nó nở tím rực. Thấy không? Thì chia sẻ mình muốn chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày, cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng mọi người, để mọi người biết đến là một cái loài cây này tuy là nó không quý giá nhưng mà đối với mình nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn, như là một người mẹ, một người mà chịu thương chịu khó, không sống tại cái vùng đất khô cằn nhưng mà luôn nở ra một cái bông xanh.
cái bông hoa này rất là đẹp, tím ngắt. Nếu như mà trồng nguyên một rừng cây như thế này đây thì nó sẽ đẹp là biết là bao. Và mãi mãi về sau á, đối với mình cây này nó có một cái ý nghĩa thiêng liêng lắm. Nó như là mỗi lần nhìn thấy cây này là mình nhớ đến là mẹ mình. Cả một thời là dành tất cả cho con, cho chồng. Thằng anh chị nè ha. Rồi. Mọc quang dại nhưng mà luôn nở ra một cái bông hoa tím ngắt. Đây. Đó. Và nhiều cây nữa. Sau đây mình sẽ trồng một cái vườn cây hoa mua tại sau nhà mình. Hiện tại thì chỉ có mấy cây thôi. À, đây cây hoa mua đây. Thì những cái cây hoa mua mà chuẩn bị ra bông này các anh chị. Thì các anh chị, những anh chị nào mà sống tại vùng đất miền Đông Nam Bộ này thì không còn lạ lẫm gì với lại cây này ha. Nhưng mà có thể những vùng đất khác thì mình không biết. Các anh chị biết thì thêm một cái gọi là một cái hiểu biết về một cái loại hoa. Đối với mọi người có thể không đối với mọi người có thể không có là ý nghĩa gì, nhưng mà đối với mình nó rất là đẹp. Rồi. Ok, xin chào. Chào tất cả mọi người. Rất là quý giá đối với mình. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm.